Nam thanh niên trả giá vì dụ dỗ bạn gái nhí đi chơi để làm bậy. Quen biết nhau qua mạng Internet, Thành lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của cô bé 12 tuổi để dụ dỗ đi chơi và làm chuyện người lớn nên đã phải trả giá đắt. Tại phiên tòa mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thành, sinh năm 2004, trú ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội, mức án 5 năm tù vì tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại là cháu Bùi Thị A, sinh năm 2009, trú cùng huyện Quốc Oai. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội làm rõ, vào khoảng giữa tháng 2 đến 2022, thông qua mạng xã hội, Bùi Văn Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu Bùi Thị A, sau đó lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu A. Thành đã hai lần quan hệ tình dục với cháu tại phòng trọ của Thành và tại nhà nghỉ khi cô bé này mới 12 tuổi. Sau khi quan hệ, Thành đưa bé gái về nhà và cô bé đã kể lại sự việc cho bố biết. Tối ngày 1 tháng 5 năm 2022, Thành đến nhà A thừa nhận với bố nạn nhân về việc mình đã quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi. Ngày tối đó, bố cháu A đã đưa Thành đến công an huyện Quốc Oai và trình báo sự việc. Cụ thể, cáo trạng xác định ngày 20 tháng 4 năm 2022, Thành nhắn tin qua mạng xã hội Facebook rủ bạn gái nhí đi câu cá và cháu A đã đồng ý. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Thành phóng xe máy đến trường học đón cháu A rồi chở cô bé về phòng trọ của mình ở Thạch Thất, Hà Nội để lấy cần câu cá. Tại đây, Thành nảy sinh ý định quan hệ tình dục với A. Khi cô bé không đồng ý, chạy ra mở cửa thì bị cáo đẩy bé gái vào trong phòng và thực hiện hành vi giao cấu. 10 ngày sau, Thành tiếp tục nhắn tin rủ cháu A đi chơi và nhận được cái gật đầu của bạn gái. Khoảng 3 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2022, Thành cùng bạn đi hai xe máy đến nhà đón A rồi đưa lên Tam Đảo chơi. Sau khi thuê nhà nghỉ, Thành bảo bạn ra ngoài mua nước uống. Khi người bạn trở về phòng nghỉ, đối tượng bảo bạn ra ngoài ban công, còn mình ở trong chốt cửa, kéo rèm và làm chuyện người lớn với bé gái 12 tuổi. Chiều cùng ngày, cháu A về nhà bị bố truy hỏi nên đã kể lại toàn bộ sự việc. Bố nạn nhân lập tức gọi điện thông báo cho gia đình Thành biết và sau đó khi thanh niên này một mình đến nhà, cháu A đầu thú liền bị bố bé gái 12 tuổi đưa lên cơ quan công an làm việc.